Vậy là tour đầu tiên trong hành trình chữa lành thân, tâm, trí của bác sĩ Ngọc đã khép lại. Hành trình 4 ngày trải nghiệm đã kết thúc để mở ra một khởi đầu mới cho một lối sống đầy an và lành trong mỗi thành viên. Trong 4 ngày của hành trình chữa lành tại Vũng Tàu, chúng ta cùng hòa mình vào thiên nhiên tươi mát của biển cả, cùng trải nghiệm thực dưỡng trong suốt 4 ngày, cùng rèn luyện thân thể, đánh thức sự linh hoạt, dẻo dai của cơ thể qua các bài tập yoga cơ bản, và cùng nhau lắng động, đưa tâm trí quay về với bản thể chân thật của mình, cảm nhận từng nhịp thở trong các buổi thiền định và tận hưởng nguồn năng lượng mạnh mẽ đến từ chuông xoay Tây Tạng. Cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau chia sẻ và kết nối. Mọi người biết không, vũ trụ đã sắp đặt nhân duyên cho chúng ta gặp gỡ, giao lưu, kết nối. Vậy nên, hãy lưu giữ thật chặt mối nhân duyên này mọi người nhé. Xin cảm ơn tất cả các thành viên đầu tiên của hành trình chữa lành. Cảm ơn mọi người đã góp phần tạo nên tiền đề thành công cho một hành trình chữa lành. Đội ngũ chữa lành sẽ mãi lưu giữ những hình ảnh dễ thương của mọi người và sẽ mãi nhớ cô Diệu, cô Hồng, chị Loan, bố con anh Quỳnh, cô Thoa, cô Tuyết và chị Bích cùng tất cả các thành viên khác trong chuyến hành trình đầu tiên này. Đội ngũ chữa lành xin chúc cho tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, khỏe mạnh, bình an và đừng quên xây dựng cho bản thân một lối sống mới mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng trong suốt 4 ngày này mọi người nha. Chuyến hành trình chữa lành của bác sĩ Ngọc sẽ được diễn ra tại địa chỉ 146 Trần Phú, thành phố Vũng Tàu vào 4 ngày 21, 22, 23 và 24 tháng 9. Bác sĩ Ngọc và đội ngũ của bác sĩ Ngọc sẽ cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được đồng hành cùng tất cả mọi người trong chuyến hành trình lần hai này. Mọi người hãy nhớ theo dõi và đăng ký mọi người nhé. Xin chào tạm biệt.